nghe đi cả nghe đi tít tàu rồi bắt đầu nhá. Chuyên nghiệp sao tôi yêu rồi và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả trận đấu thứ hai trong khuôn khổ Dreamhack Master Marseille, đó là trận đấu giữa SK Gaming và NIP. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với màn hình của trận đấu. Vâng, như vậy là các thành viên của team SK mình đã là người chém giao thắng bên phía Cityside, và SK sẽ là người chọn cho mình Cityside trước. Đương nhiên rồi, map theory trên này thì Cityside nó có lợi hơn khá là nhiều. Vâng, đội hình của team SK mình đang khá là cơ bản, 3 và 2 B, các bạn thấy 3 và 2 B. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chờ xem một round đấu mà khách biên của team SK họ đang chủ động đứng, và một người trong bom, một người đứng ở khu vực tàu tủ điện, và một người kê khu vực IV. Trong khi đó NIP họ vẫn đang kê, NIP đang hầu 4 người trong khu vực bom xe B ở tướng này. Vâng, bắt đầu đấu súng Dennis sẽ là người fake bom xe A chăng? Có một người ở mid. Vâng, người đang đứng ở mid có vẻ như đó Rake. Rake đang đứng ở mid. Và giờ thì không biết rằng khách biên team NIP họ đang muốn làm gì. Họ vẫn đang giữ đội hình default và họ vẫn chưa có di chuyển nhiều, thời gian đang là 55 giây. Vâng, các thành viên team SK mình cũng không có nhiều info, và các bạn thấy đó lý do tại sao. Vâng, bây giờ thì chúng ta vừa rồi mình bật tiếng rồi, vừa rồi quên mất mình tắt tiếng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cả round đấu. Vâng, bây giờ thì bò lên IV đến cái việc tìm deep rồi, bắt đầu đấu súng xảy ra. Và bây giờ Raken nằm xuống với bot rồi, 5v4 vô lưng, có được mình một mạng của Dennis. Và bây giờ thì Fer đang vị trí đứng rất hiểm yếu, Getrai không đoán ra và Getrai bị hạ gục 5v2. Vâng, Rake đổi được một mạng, và giờ thì Rake đang gặp khó, Rake đang bị bao vây, double kill cho Rake rồi. Và bây giờ có triple kill hay không? Triple kill, không phải, đó là hai mạng của Forest, tình huống ra là 1v2. Cái gì xảy ra vậy? Vâng, tham minh. Và bây giờ thì bot bàn hiểu đến vương bom rơi rồi, 1v1, Rake có làm được hay không đây? 5 giây. Vâng, Rake cần phải nhanh hơn. Và bây giờ Rake bắn vào mồm của bot, thở thời gian 2 giây. Và tỷ số là 1-0 cho khách biệt của team NIP, 1-0 cho team NIP rồi. Không thể tin được tình huống vừa rồi, một tình huống 5v2 và cách biệt của team SK mình lại có thể để thua. Forest làm 2 và Rake làm 3, không tưởng tượng được. Vâng, tôi không thể tưởng tượng được, và tình huống vừa rồi là một tình huống mà thời gian chỉ còn có 2 giây vừa thôi, Rake đã làm được, và 1-0 rồi cho cách biệt của team NIP rồi. Vâng, 5v2 và cuối cùng thì cách biệt của team SK mình lại để thua một round đấu rất bất ngờ. Và giờ thì Kozera đang đẩy cục lên. Vâng, bạn thấy một nết vào mồm. Ui, đau. 51 máu, các bạn thấy quả nết rất thấm, quả nết rất chính xác về cả về tham minh lẫn vị trí anh em. Và bây giờ thì Kozera đang kê trước, Getrai bò lên, và ngay lập tức thì Getrai bắt nằm xuống bởi Kozera rồi. Vâng, các bạn thấy rằng Getrai cầm có lợi thế về máu nhưng cuối cùng vẫn chết bởi Kozera. Rõ ràng là skill Getrai thời gian gần đây đang có vấn đề. Vừa rồi rõ ràng Getrai có thể đoán được Kozera đứng ở đó, nhưng Getrai lại không thể làm gì được Kozera. Và bây giờ thì các thành viên của team NIP họ vẫn đang giữ rất đông người ở B. Các bạn thấy rằng đội hình của NIP luôn luôn chỉ có một mình Dennis là người đi fighter mà thôi. Vâng, bách về 3 bom xe B đến các thành viên của team SK Gaming. SK đang có lợi thế khá lớn lúc nào này. Họ đang bắt bài chính xác. Không phải, một người đứng ở khu vực chân tower. Vâng, như vậy là một người đứng tower.
và giờ thì chuẩn bị định đánh ra bom xe B rồi. Đây là một đánh B rất chậm. Fallen đứng một vị trí đẹp. Nếu mà Fallen back up thì Fallen sẽ back up kịp thời trong tiếng này. Và bây giờ thì set up full bom xe B đến từ cách viền tìm nip. Không phải full bom mà thực ra nó chỉ là một quả smoke và một quả bom lửa thôi. Đây là một chúng đánh bom xe B cơ bản. Dennis fighter mid. Bây giờ Dennis sẽ móc một mạng cho Dennis. Rick out Stewie. Rick coi cho mình double kill. Lại là cái tên Rick. Bây giờ thì sao? Rick coi triple kill rồi. Không phải, đó là mạng của Forest. Bot đổi được một mạng mà thôi. Và bây giờ chỉ còn lại một mình bot sống như tiếng này. Một vết ba. Vâng, và như vậy là bot nằm xuống rồi. Và tỷ số bây giờ là 2-0 cho cách biệt của team NIP. 2-0. Một round đấu mà rõ ràng SK bắt bài khá là tốt. Nhưng mà lại là một lần nữa chúng ta lại thấy cái tên Rick. Rick lại là người khai thông thế bế tắc cho anh Viền tìm nip. Tăng súng bom xe B làm đôi cháu. Và clear khu bom xe B rất là nhanh chóng. Và bây giờ SK sẽ có một round eco rồi. Tỷ số bây giờ đang là 2-0 cho team NIP rồi. 5B, một tiếng tràn 5 bom xe B từ SK mình. Đây là tiếng đẩy B. Và như vậy là Getrai sẽ đối đầu với tiếng đẩy B này. Getrai đang có một mạng 10. Vâng, và stack. Stack 3 trong dưới và 2 trong cao. Rất dị, và Getrai tiếng này nhảy vào chắc chắn sẽ bị hấp diêm tập thể. Chúng ta xem bắt đầu đẩy lên cục SP. Getrai vừa quay lưng đi, Getrai giật chốt thì sẽ lộ vị trí. Giờ thì Getrai, vâng, Getrai nằm xuống 7 câu Zera rồi. Getrai lại chết chày các bạn thấy. Bom được tràn ra, lộ rồi. Cái viên SK đã lộ hoàn toàn đội hình của họ trong tiếng vừa rồi. Và bây giờ thì toàn bộ đội hình của NIP đã chiếm cho mình những vị trí quan trọng trong bom xe A. Đây là một round đấu mà Raken đang quyết định bắn một khẩu Deagle giáp 2. Vâng, ý định của Raken đó chính là để tiền ra sau mua off. Và chúng ta chờ xem Raken. Vâng, bắn Deagle với cả USB và ăn một viên vào mồm rồi. Raken lùi lại, đổi ca. Forest sẽ đổi ca cho Raken. Forest đang kê trước. Và giờ thì Forest đó hai mạng cho Forest. 3 mạng rồi, 4 mạng. Và bây giờ, vâng, 1-2 dành cho Forest rồi. Một trong số những tình huống ấy có thể nói là dễ nhất trong cuộc đời của Forest từ trước đến giờ. 5 thanh niên cầm USB, không có giáp và đứng gần như thẳng hàng nhau trong tình huống đó. Tỷ số bây giờ là 3-0 cho team NIP. Và giờ thì chúng ta hãy chờ xem. Vâng, Getrai bắn mắc 10 tiếp, rất cục xúc. Trong đó Dennis thì vẫn đang sử dụng khẩu mắc 10 từ đầu trước. Hai mắc 10, có vẻ như Nip sẽ phi rất nhanh trong tiếng này. Nếu không thì Getrai lên AK rồi. Đây chắc chắn sẽ là một tiếng phi nhanh, và chúng ta hãy chờ xem. Phi mít nhanh rồi, tràn ra mít rất nhanh. Một mạng dành cho bot. Fallen hạ gục Rick, không phi được thành công. Fallen có double kill rồi. Forest ăn một quả đét vào mồm. Forest đổi được một mạng, tình huống giờ đang là 2-4. Một tiếng phi láo đến cái việc team NIP nhưng không thành công. Rồi Forest. Vâng, Forest bị gục bởi Fer và chỉ còn lại một mình đó Raken mà thôi. Raken vừa kết thúc được Fer nhưng bây giờ thì quả bom đang rơi hơi khó. Nhặt được bom nhưng vấn đề đang là 1-3. Các bạn thấy rằng SK đang có đến 2 khẩu họp cho round này. Họ giữ tiền khá là tốt. Kozera bắn họp không giáp luôn. Vâng, bây giờ thì Raken. Vâng, pha purify từ Raken. Rõ ràng Raken biết rằng Kozera kê trước và Raken không hề ngây thơ chút nào. Thì cũng đấu súng rồi. Nếu mà kéo tâm ra thì chắc chắn Raken sẽ nằm. Thì số bây giờ đang là 3-0. Và giờ thì Raken đang di chuyển. Các bạn thấy Raken đang di chuyển ngược về khu bom xe B. Tuy nhiên thì các thành viên của SK mình họ đã đẩy được IV rồi. Và họ cũng đang có một người back về bom xe B, đó là Stewie. Vâng, Stewie là một player rất là quái. Và bom xe B 1v1 với Stewie thì tôi nghĩ rằng là Raken không đủ tầm. Vì Raken rất non. Nhảy súng Radar và lộ tiếng hay chưa? Polen hình như chưa nghe đến điều gì cả. Vâng, Polen không nghe đấy, hở lòng súng kìa. Vâng, bắt được không Zera rồi. Nhưng có vẻ Raken vẫn không biết vị trí của Polen. Vâng, một tiếng mà Raken không nhìn đến nòng súng của Polen. Lại chạy lên bom xe B. Raken đang gây rất nhiều khó chịu cho cách biệt team SK mình. Có thể đây là một round thắng cho SK nhưng sẽ là một round thắng rất vất vả. Và giờ Raken sẽ nhá và chúng ta chờ xem. Walk vào trong bom không lộ tiếng nào cả. Stewie kê trước vào bây giờ đi. Sao? Ui dồi ôi, rất đáng tiếc. Một tiếng flick trượt đến từ Raken. Nếu không thì chắc chắn là cách biệt của team SK mình đã phải trả giá của round đấu vừa rồi. Nếu như vừa rồi Raken bắn tốt thì đó sẽ là một tiếng 1v4 clutch thành công. Tại vì các bạn biết rằng là đặt được bom thì Raken sẽ là người có lợi hơn Poland rất nhiều trong một tiếng 1v1. Tỷ số bây giờ là 3-1. Round thắng đầu tiên của SK mình bên phía City Side. Nhưng đó là một round thắng mà SK rất vất vả. Vâng, họ mất đến 3 súng trong round đấu vừa rồi. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem. Vâng, một tiếng quang pick người từ Raken. Đây là một góc default bắt thanh niên cuối đầu 6 nhưng bây giờ Poland đang đẩy vào. Raken biết hay không? Đây rồi, Raken nhìn thấy Poland rồi. Các bạn thấy Poland đẩy vào timing khá là quái. Nhưng Raken rồi một tiếng di chuyển và Getrai lại chết chay rất sớm từ đầu rào. Và cái việc Getrai chết rất sớm là việc gì đó quá quen thuộc của chúng ta từ đầu trận đến giờ. Nhưng vừa rồi thì Dennis đã đổi được mạng của Fer, đưa về một tiếng 4v4. Dennis vẫn đang làm tăng cơ cực kỳ quan trọng của đội hình của team NIP thời điểm hiện tại. Bách về 3 bom xe A rồi. Vâng, bom xe B đã đẩy, Kozera đã đẩy bom xe B.
Tiếng này cầu Zeta đẩy nhanh hơn. Chúng ta chờ xem Nip bỏ hẳn rồi. Rake và hụt Stewie ở trong bom. Vâng, bây giờ thì Poling đổi được con mang của Rake rồi. Bom đang rơi. Raken đang kéo tâm ra. Vâng, sẽ không tìm móc ladder. Và giờ Raken đang gây rất nhiều tiếng. Và bây giờ dưới chân anh, Raken đã phát hiện vị trí bot rồi. Bắn trượt một viên. Và bây giờ sao? Raken đang cần phải có đồng đội cover. Bot hạ gục Dennis. Vâng, Forest hạ gục được bot. Và tình huống giờ là 2v2. Trong đó Kozera đang ở đâu? Kozera vẫn đang ở khu vực ladder. Liệu Kozera đã có xuống hay không? Vâng, Bunny vào, các bạn giấy bỏ vị trí rất nhanh. 40 giây. Vâng, giờ thì các thành viên của team Nip họ đang tăng vào trong bom. Đặt bom thẳng vào khu connector. Có vẻ như đoán được rằng có một người ở ladder. Chắc chắn là như vậy. Raken đi thẳng vào khu vực connector. Vâng, một tiếng đi thẳng vào connect đến từ Raken. Và giờ thì chỉ có một người quẩy trong bom, đó là Forest mà thôi. 2v2 sẽ là những tình huống rất hại não đến từ cả hai team. Tham Minh đang là rất dị đến từ Kozera. Vâng, Kozera đang sử dụng cái tham minh rất dị. Chúng ta chờ xem Raken đang kê trước. Kozera có nhìn thấy không đây? Vâng, Raken nhìn rồi. Và như vậy Raken hạ gục Kozera, khó cho Polen rồi. Polen đang walk vào. Vâng, Polen đang đứng ở khu IV. Có vẻ như Polen sẽ quyết định xếp súng rồi. Không có nhiều hy vọng trong round này. Và tỷ số sẽ là 4-1 dành cho các thành viên của team NIP. Vâng, 4-1 dành cho các thành viên của team NIP rồi. Round đấu vừa rồi là round đấu mà các bạn lại thấy Raken lại có những tình huống tốt. Và cả Rake cũng như vậy. Forest cũng đang phong độ rất cao. Trong đó thì Getrai của chúng ta đang ở đâu? 025. Dennis thì 224. Vâng, một trận đấu mà chúng ta cũng thấy là có sự chênh lệch rất là lớn. Và có lẽ tôi sẽ đổi sang Cleanfeed. Cleanfeed khác gì không? Cleanfeed khác gì đâu? Không khác gì đâu. Thế thì thôi, chúng ta dùng GoTV cho nó nhẹ nhàng nhá. Cleanfeed không khác gì so với GoTV cả. Nó không có cam của hai team. Tỷ số bây giờ đang là 4-1 và giờ thì SK Gaming. Đây là một round đấu mà SK đang, vâng, các bạn thấy Fox Buy, người ta gọi đây là Fox Buy, lục giáp và bom. Vâng, một round up cố từ SK Gaming sau khi họ để thua cái key round vừa rồi. Một quả nết rất chất lượng đến từ vị trí phờ giữa mặt Raken luôn. Và bây giờ thì Raken lại first pick được câu Zera rồi. Lối chơi của Raken đang làm tôi nhớ đến Captain Hiệp ngày hôm qua. Vâng, một trận đầu cánh tôi lên level 10 phải ít. Thì Hiệp cầm họp và luôn luôn first pick rất sớm. Và bây giờ chúng ta cũng chờ xem. Tỷ số đang là 1-4. Vâng, Getrai đã có mạng đầu tiên của mình trong trận đấu ngày hôm nay. Nhưng ngay lập tức cái Dennis nằm xuống 7 phờ. Và giờ thì Raken bắn trượt một viên rồi. Biết vị trí đối phương. Hai mạng anh cho Raken và Forest cũng vậy. Tỷ số bây giờ là 5-1 cho khách viên của team NIP. Vâng, một trận đấu mà Raken đang bắn rất tốt. Khách viên của team NIP họ đang dẫn đối phương với tỷ số 5-1. Và bây giờ SK Minh vừa thua một key round và họ sẽ cũng thao Pudico nữa. Forest đã có đến cho mình 12 mạng đến thời điểm hiện tại rồi. Vâng, một pha A. Hốt Eco. Thêm những tình huống bắn rất tốt của Forest nữa. 6 round đấu của Forest đã có cho mình 12 frag. Trung bình mỗi round Forest giết 2 người. Và đây là cơ hội để cho Nip có cho mình round thắng thứ 6 trận đấu ngày hôm nay. Vâng, những tình huống xử lý sau cùng của SK lại không tốt. Thực ra thì SK nó bắn tới những thời điểm đầu rất là tốt. Nhưng những ở những tình huống xử lý chậm ở phía cuối trận đấu thì SK lại bắn không tốt. Vâng, thời điểm đầu luôn luôn là SK là người có lợi thế. Nhưng càng về sau thì SK càng bị động. 5-1. Và đây là cơ hội rất lớn để khách viên team Nip đang có cơ hội để lên round thắng thứ 6. Các bạn thấy Nip họ đang kê rất chắc chắn. Kê rất cẩn thận. Vâng, đẩy mid và bây giờ Poland ván yếu rồi. Poland sẽ nhảy qua. Vâng, Poland. Các bạn thấy đục tường gạch này, đục được AK này, đục được nhưng mà đục rất yếu. Một tiếng đục xuyên qua tường mà Poland vừa rồi mất hình như có 4 máu hay sao. Rất là yếu mà mặc dù Poland là không hề có giáp. Tuy nhiên cái vị trí đấy mà bị ọp đục thì nó sẽ là khá đau. Và giờ thì đang solo B. Vâng, bắt đầu xuống bao xe B và rồi chắc chắn Kozera sẽ phát hiện ra. Kozera phát hiện ra bao xe B rồi. Toàn bộ đội hình của team SK Gaming đang bách về. Vâng, toàn bộ bách về. Tuy nhiên bom được đặt thì rất khó để retake. Còn về thì Kozera bị bắn. Các Kozera bị áo bởi Getrai. Getrai bắn rất giống tôi khi mà không bắn vào đầu. Vâng, double kill cho Getrai rồi. Cơ hội để Getrai cải thiện frag. Phơ hạ có cho mình mạng của Dennis ở mid nhưng Rake vừa rồi đổi mạng của Stewie rất nhanh. Giờ thì nhặt súng và xếp súng đến từ vị trí phơ. Getrai đuổi theo rất cục súc. Và giờ thì có người nghe đấy rồi. Vâng, nghe đấy và Forest. Vâng, Forest kê trước. Nhưng đó là một từ click quá hay đến từ vị trí của Phơ. Bây giờ thì bot bị hạ gục bởi Rake. Chỉ còn lại một mình Phơ với 30 máu thôi. Getrai đã chặn được sau lưng và Getrai bắn vào mồm Phơ. Ngay sau khi tôi nói là Getrai bắn chúng giống tôi khi mà không bắn vào đầu, thì Getrai làm ngay hai cái sọ. Cho thấy sự khác biệt giữa Bomman và Getrai. Tỷ số bây giờ là 6-1 cho team NIP. Vâng, đây là một tình huống tham gia tactic đầu tiên đến từ thành viên team SK Gaming. Họ đang bị đối phương dẫn tỷ số đến 6-1 rồi.
sau 6 round thua, các thành viên SK biết rằng đây là thời điểm quan trọng. Họ mà thua round này tiếp thì họ sẽ phải eco tiếp và đó sẽ là một cái bất lợi rất là lớn. Vâng, bây giờ thì SK họ cần phải comeback ngay thời điểm này. Nói chung là tầm 87 hoặc 96 thì là một kết quả chấp nhận được. Chứ còn để cho đối phương lên đến khoảng 10 năm thì rất khó để comeback ở Matthew trên này. Chưa kể là cái vấn đề là nó còn một round pistol nữa. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ đến với một round full buy của SK. Tôi sẽ nhìn qua đội hình. Vâng, đúng như tôi dự kiến, Stewie sẽ người gánh B thay cho Ako. Một tiểu phất pick của Raken, lại là một tiểu phí mít Raken đang pick người. Những tiểu phất pick của Raken là cực kỳ hiệu quả cho nó. Get Rai cũng đang phát huy khả năng giết chảy của mình. Vâng, cứ Raken giết một thì Get Rai lại bị chết. Và bây giờ double kill cho Fallen. Những pha nhà check của Fallen là cực kỳ hợp lý. Vâng, stack bắt người khu vực IV. Chúng ta cũng chờ xem. Tuy nhiên đây là một round đấu mà bot đang canh IV lùi sâu. Và bây giờ thì bắt đầu bò lên IV rồi. Rex là người bò IV một mình. Rex sẽ đối đầu với cả. Vâng, Rex đối đầu và như vậy là Rex nằm cũng với bot. Một tiếng ống kê giữa đường đến từ bot, bắn đúng theo kiểu tay to. Và vừa rồi đúng là tay của bot to thật. Forest đẩy qua, smoke và Forest hạ gục được bot rồi. 2v3. Vâng, Forest còn sống, Dennis còn sống. Cơ hội cho Nip vẫn còn. Quả smoke chase bay là khá tốt các bạn thấy. Và rồi Stewie có quyết định đi qua quả smoke này không đây? Kozera ra hỗ trợ và biết Kozera nằm xuống về Forest rồi. Stewie đang rất thèm thuồng đẩy qua quả smoke và chúng ta hãy chờ xem. Vâng, smoke sắp tan. Bây giờ Stewie đang đặt tâm. Vâng, như vậy là quả smoke đã tan rồi. Và bây giờ thì Fallen, Stewie đang giữ hai đường quan trọng. Vâng, Fallen có mạng thứ ba trong round này. Trở lại một mình Forest rồi. Forest thì đã lộ vị trí rồi. Vâng, bây giờ Forest đang di chuyển về khu tàu 6. Có vẻ như Fallen đoán điều gì đó. Forest đang cũng dùng đồ súng. Fallen biết vị trí Forest rồi. Trong đó Stewie đang cover khá hay. Forest vẫn chưa thể tăng được trong vòng. Việc Forest di chuyển. Forest không có mạng ở thứ này. Vâng, bây giờ thì Forest bị bắn yếu. Đục. Vâng, đục không. Và không cần đục. 4 mạng dành cho Fallen. Tỷ số là 2-6 trong cách biệt team SK Gaming. Vâng, Fallen đang có đến 8 frag ở thời điểm hiện tại. Và cái điều mà tôi bất ngờ đó chính là người đang bắn, hai người đang bắn hơi thọt một chút ở đội hình SK lại chính là Kozera và Stewie. Kozera có cho mình 2 mạng, còn Stewie có 1 mạng. Tỷ số bây giờ đang là 6-2 và đây sẽ là một key round tiếp theo. Nếu mà thua round này thì có lẽ là bọn SK nó sẽ thua luôn Matthew trên này. Tại vì nó để thua quá nhiều key round. Các bạn cũng chờ xem. Vâng, có lẽ nó đến lúc tôi yêu cầu các bên team Nip và Getrai không nên chết chay nữa rồi. Đây là chúng purify nhau. Dennis purify với cả bot và Dennis đã bị bot hạ gục. Trong khi đó Dennis không bắn được bất kỳ một máu nào. Trong vừa rồi là một tiếng spam đến từ Raken. Một pha spam off trúng chân. Rất may mắn. Smoke che mid rồi. Chúng ta cũng chờ xem Rake có đi vào quả smoke này hay không. Rake rất bình tĩnh. Vâng, Rake rất bình tĩnh. Không đi vào quả smoke. Các bạn thấy tình huống bắn off của Raken vừa rồi. Một tiếng chuẩn chỉ. Raken bắn rất nhanh. Nó kéo ra spam luôn. Và đó là lý do tại sao mà các bạn thấy những cái quả mà thằng ọp này kê trước, thằng kia lắc sau nó vẫn bắn chết được. Vì nó bắn nhanh đến cái mức độ như vậy. Nó bắn nhanh đến mức nó là góc purify. Và nó bắn cực kỳ nhanh đến mức là các bạn vừa nhìn thấy nó thì các bạn đã thấy nó bắn chết mình rồi. Các bạn không kịp phản xạ gì đâu. 5v4, SK đang có lợi thế. Fallen đang bắn khá tốt. Và giờ thì bom được cầm về B rồi. Trong ladder, Fer vẫn đang bắn cool skill như thường lệ. Một lửa để trả ra 2B trong tiếng này. Kozera với Stewie cánh B. Tôi nghĩ rằng tiếng này đánh B nó hơi bất khả xâm phạm. Bây giờ Stewie xin quả flash nó vội. Đúng rồi, rất đẹp, double kill cho Stewie trước khi bị hút bởi Raken. 2v4, Rake đổi một mạng. Bây giờ Rake cầm, Rake nằm xuống rồi. Chỉ lại một mình Raken trong tiếng 1v3 này thôi. Trong bom còn Kozera. Raken không biết điều này. Và như vậy là đó là mạng dành cho Kozera. 3-6 dành cho team SK Gaming rồi. Các bạn thấy tình huống vừa rồi là tình huống mà tôi đọc. Tình huống tôi nghĩ là thằng Stewie đi vào gần thì chắc chắn là sẽ có quả flash của Kozera ném ra để cho thằng Stewie check. Và đúng là như vậy, quả flash rất là tốt. Cả hai player của team Nip đều trắng xóa tình huống rồi. Một tình huống tham minh rất chuẩn đến từ bộ đôi Kozera và Stewie. 3-6 và rồi Nip yếu tiền. Vâng, có vẻ những câu chuyện comeback của SK Gaming đã được bắt đầu. Và chúng ta hãy chờ xem. 5-4 khẩu, 3 khẩu Deagle và 2 khẩu Glock đến từ team NIP trong round này. Vâng, đi đây là một chúng mong cố gắng đẩy ladder vào khu vực mid. Và chúng ta lại xem Fer đang bóp kê trước. Đục trúng rồi. Vâng, một tiếng đục trúng. Tốt vừa rồi đục trúng. Raken vừa rồi mất 40 máu thì cũng bị đục vừa rồi. Getrai đang là người đi B một mình trong round này.
thành viên của team Nip thì họ đang cố gắng pick người với những khẩu Deagle để lấy lợi thế, sau đó họ mới triển khai lối chơi, nhưng không được rồi. Fallen Hall Forest, rõ ràng Fallen có lợi thế hơn rất nhiều khi mà Fallen vừa rồi còn có off, còn Forest chỉ có một khẩu Deagle mà thôi. Và bây giờ Stewie đang góc kê rất đẹp, một mạng cho Stewie. Tiếp theo thì sao, một pha solo em đến Stewie và Dennis. Vâng, đội hình của team SK Gaming họ đang bách dần về hai bom sai B, không phải là một tụi Manbuna. Có vẻ như Nip đang muốn ra khu bom sai B, họ đang ra hai người trong cao. Câu Zera headshot Dennis rồi. Rồi chỉ có lại Draken và Rick mà thôi. Vâng, Rick thì đang muốn ladder, nhưng mà có vẻ như đồng đội của anh đã nằm xuống hết. Và Rick đang bắt buộc phải đi cùng với cả Draken, nhảy qua smoke không phải là quyết định đúng đắn. Và chúng ta cũng chờ xem, đúng là như vậy. Nhưng không, Rick có một pha bắn rất hay, hạ gục được Stewie. Tuy nhiên thì bây giờ Rick chắc chắn sẽ nằm rồi. Rick đang bị bao vây tất cả các hướng và đúng như dự kiến. Vâng, Rick nằm xuống rồi. 4-6 anh em team SK Gaming. Những round comeback rất nhanh đến từ thành viên của team SK. Các bạn thấy rằng Nip có rất nhiều lợi thế, nhưng mà sau đó thì Nip đang để mất lợi thế của mình. Getrai trong thời điểm hiện tại đã có được cho mình 4 mạng với những tiếng hốt eco. Tuy nhiên thì Dennis mới chỉ có 2 frag mà thôi. Lâu rồi tôi mới thấy Dennis bắn mà số lượng frag của Dennis lại thấp đến như vậy. Đã khá lâu rồi mới thấy một trận Dennis thọt đến như vậy. Tỷ số đang là 4-6. Và giờ chúng ta hãy xem này, các thành viên team Nip họ sẽ làm gì vào này sau khi để thua liên tục 3 round đầu. Vâng, quả flash là rất tốt. Rake có một mạng rồi. Bot đổi mạng rất nhanh nhưng Draken hạ gục bot. Một tình huống mà teamwork rất hay đến những cái điều team NIP. Các bạn thấy vừa rồi là SK búp flash để đẩy vào, nhưng vừa rồi thằng Rake nó cũng bất búp quả flash bật tường đẩy ra. Thế là thằng đi đầu vừa rồi là thằng Phơ đẩy vào ăn đúng quả flash của thằng Rake, thế là trắng xóa đứng tay che mặt luôn. Thế thằng Rake giết thằng Phơ, thằng bot vào đổi mạng, cái Draken ra đổi mạng. Một tình huống gần như là cách biệt team Nip có vẻ như họ đoán được điều gì đó. Timing của quả flash là rất chuẩn. Vâng, quá đen cho bộ đôi đẩy mid trong tình huống vừa rồi. 6-4 thì cách biệt team NIP. Và bây giờ thì họ đang lợi thế 4-3. Dennis liệu quyết định đột phá đi qua quả smoke này hay không đây. Vâng, đi qua quả smoke của nó mới là bất ngờ. Không đi qua quả smoke này thì chắc chắn Fallen sẽ can tham mình, nó quay về nó check. Giờ thì xuống 2 khu vực ladder rồi. Một smoke sandwich được ném ra. Vâng, trong khi đó thì SK đang chủ động bắn solo AI vào này. Bây giờ chỉ một mình Fallen rồi. Fallen sẽ đổi được mấy mạng đây. 2B và chiếu một mình Fallen dính lửa, Fallen lộ vị trí rồi. Và bây giờ stack người lên tủ điện để bắn nhau. Get này đứng một vị trí đẹp. Vâng, Get này đứng theo kiểu bố đời. Và bây giờ thì Fallen nằm xuống bên Dennis. Một tí cũng móc IV rất tốt đến từ vị trí của Dennis. Rất khó vừa rồi các bạn thấy một round đầu mà SK. Vừa rồi một tí cũng SK nó quyết định lô. Nó nghĩ rằng là bọn Nip chắc chắn sẽ đánh bom sai B. Và Fallen nó bảo là thôi để tao solo A, chúng mày bắn 2B đi. Và cuối cùng bạn thấy rằng Fallen thì không thể giữ được bom sai A thì cũng rồi. Một tình huống mà Nip đã ra từ tất cả các hướng, một người ra IV, hai người ladder và một người đi mid, rất khó để có thể thủ bom sai A trong đầu đâu vừa rồi. Tỷ số bây giờ sẽ là 7-4 dành cho team NIP. Nói chung là những tình huống 3-4 ở cái map trên này mà các bạn không đẩy được lấy thông tin thì các bạn phải liều thôi. Vừa rồi là một tình huống ví dụ như vậy, bom sai B không đẩy được, không có thông tin, không biết nó có đánh B hay không. Bom sai A thì thậm chí không có người trong ladder, lại càng không có thông tin, mỗi mình phô lên đứng ở trong bom. Vì vậy quả đấy chiếu liều mạng 3-4 thì phải dồn về một bom, thường là như vậy. Được ăn cả ngã về không, nếu mà thua thì xếp xuống cũng được, không sao cả. Và đúng là SK mình đã lựa chọn phương án đó. 4-7 và đây sẽ là key round tiếp theo của trận đấu. Vâng, các bạn thấy rằng số tiền còn lại của SK mình đang là rất yếu. Thua round này thì SK mình sẽ thua luôn lên hàng 9-4. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, Draken liên tục có những tình huống xin flash đồng đội để first pick giống yệt như Captain Hoàng ngày hôm qua. Vâng, lại một lần nữa được búp flash để đẩy ra mid để quang pick người. Và giờ thì có vẻ như các anh Việt team Nip họ đang muốn đánh B đông. Lần này thì Stewie đang là người solo B. Vâng, Stewie solo B, một nade ném ra đến Stewie. Getrai chỉ mất có 8 máu mà thôi. Giờ sẽ làm chúng phi B láo. Tuy nhiên thì tôi đã nhìn thấy rằng Kozera đã bách về để bắn cặp với Stewie rồi. Vâng, các bạn thấy rằng Kozera bây giờ bắn cặp với Stewie, còn ngày xưa thì Phơ hay là người bách về để bắn với Taco. Setup bút bò xe B, có lửa để trả ra, không thể tăng súng được. Vâng, khó rồi, thêm quả smoke nữa, còn bây giờ Stewie ép sát quả smoke các bạn đấy. Rất kinh nghiệm quay mặt để tránh flash. Vâng, chắc chắn là có flash và đúng là như vậy. Một mạng cho Stewie, double kill cho Stewie rồi. Và bây giờ thì sao, Kozera headshot được 4S. Quá kinh nghiệm đến Stewie. Vâng, Draken đổi được cho mình một mạng của Phơ và tình huống là 2-4. Khó, bom rơi rồi.
vừa rồi là một tình huống các bạn đấy, Stewie nó kinh nghiệm như thế nào và đó là tại sao thằng Stewie được gọi là đứa con của Smoke. Vâng, Fallen có mạng của Dennis ở khu vực trong cao và chỉ còn lại một mình Raken. Raken nên xếp cổ họp này thì hơn. Vâng, nên là xếp súng, tại vì nào sau Nip vẫn có thể đủ tiền để full buy, họ chỉ có một người yếu tiền mà thôi. Vừa rồi là một điều mà chúng ta thấy Stewie nó đẳng cấp như nào. Nó biết rằng đối phương đánh B, nó trả lửa ra, sau đó để cho đối phương không xuống được luôn. Sau đó nó lấy quả Smoke dập lửa và nó úp vào được tường luôn. Nó chờ bao giờ có tiếng flash nổ. Vâng, vừa rồi Nip ném đến hai quả flash. Hai quả flash nổ, bắt đầu Stewie mới quay ra bắn. Và nó không hề bị mù một tí nào cả. Tỷ số bây giờ đang là 5-7 dành cho team SK Gaming. Trận đấu này có vẻ căng kèo. Vâng, chính xác Stewie là một trong số những player chơi cạnh quả Smoke cực kỳ tốt. Ở thế giới hiện tại thì theo ý kiến cá nhân của mình thì bọn Fnatic có hai thằng bắn cạnh Smoke rất là tốt. Thằng Flusa và thằng ZFLU. Thằng ZFLU là lối chơi giống kiểu Stewie này. Còn thằng Flusa lại là kiểu khác. Nó là timing rất là chuẩn. Và hai là thằng Flusa có một đặc điểm mà không ai có, đó chính là những tình huống spam qua Smoke của thằng Flusa có độ chính xác rất là cao. Và bây giờ chúng ta sẽ đến round đấu tiếp theo. Một round full buy từ NIP. Đây là một round đấu mà Nip đang rất yêu bom. Vâng, những tình huống đánh B của Nip thường mang đến những kỷ niệm buồn. Các bạn thấy, ui, quả flash vào tủ điện rất đẹp. Quả flash để ép vào tủ điện rất đẹp của Fer. Vâng, tránh những tình huống mà spawn mình xấu và có địch đã nhảy vào tủ điện rồi, nhảy vào khu vực ladder. Các bạn thấy quả flash bật tủ điện nảy vào giữa ladder. Tuy nhiên thì quả flash này các bạn nhìn thì rất là hay, nhưng các bạn phải tập. Và như vậy là Fer AU Forest ở khu ladder rồi. Tiếp tục là những tình huống đục rất khó chịu. Vâng, Getrai vừa dính một viên. Và giờ chúng ta cũng chờ xem, Nip vừa mất một người. Khó rồi. Vâng, lần này Nip không có một IDIV cả. Fallen đang bắn rất chủ động với những tình huống bắn off ở khu mid. Các bạn thấy Fallen luôn luôn có những tình huống ép mid với khẩu off. Góc nhìn rất đẹp và đặc biệt đó là những góc đứng rất là dị. Và bây giờ Raken đã được điều động xuống khu vực ladder rồi. Raken sẽ kéo off ra check. Vâng, chúng ta cũng chờ xem Fer sẽ ném lửa ở đây. Vâng, Fer ném lửa thẳng vào trong khu vực ladder. Getrai phải di chuyển, mất máu rồi. Lộ luôn vị trí. Quả lửa rất chính xác từ vị trí của Fer. Fer đổi vị trí rất nhanh, các bạn thấy Fer nó giết thằng Forest ở trong khu vực ladder và bây giờ nó đã đứng ở tàu 6 rồi. Rất nhanh chóng. Fallen có cho mình 2 mạng. Bây giờ Dennis có cho mình 2 mạng và Dennis nằm xuống 14. Chỉ lại một mình Raken mà thôi. Raken từ nãy giờ luôn luôn là người sống cuối cùng. Vâng, Raken không đủ tham rồi. Raken đang quyết định xếp súng. Thành viên của team SK có vẻ như họ đang muốn đuổi theo. Vâng, Fer đang đuổi theo khá cục trong round này. Bây giờ thì Fer biết vị trí Raken hay không? Biết vị trí Raken rồi thì phải. Bây giờ Raken bấm như vậy. Raken rất may cho Raken thì vũ rồi. Nếu thì vũ rồi Raken bị bắn chết thì Raken sẽ không có một đồng nào trong round này. Vâng, một tình huống mà Raken đã xếp thành công khẩu op ở một cái giáp 2 6-7 thì có team SK Gaming. Và bây giờ thì các viên team Nip sẽ có một round Punico rồi, để round sau có thể full buy. Vâng, các bạn thấy Nip dẫn trước 6-1 và bây giờ tỷ số đang là 7-6. Các viên team SK comeback rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Trong đó Nip thì lại không phải là một team bắn CD side tốt. Vâng, Nip luôn luôn là một team bắn T side tốt hơn CD side. Một quả nét ném ra. Vâng, 15 máu. Get Rai rồi không có giáp, chỉ mất 15 máu thôi. Lại là một dùng flash đẩy mid nữa. SK đang rất chủ động lấy ông tin. Các bạn thấy, từ nãy giờ SK luôn luôn một là đẩy ladder, hai là đẩy mid để lấy ông tin. Nó kẹp người vào và sau đó thì nó sẽ bắn rộng đội hình ra được. Cho nên nếu mà không đẩy được vị trí thì các bạn bắn ở trong bom rất là tù. Cho cái đó bọn Nip lại là một bọn tay khá to, không thể bắn bị động được. Và đây là chúng đánh B từ cái biển team NP bắt đầu tràn ra. Một mạng đầu tiên thuộc về Stewie. Tiếp theo sau cầu sẽ là ông Dennis. Stewie có 5 kill rồi. Stewie có chip kill trước khi đầm xuống về Raken. 1v4 và Raken bây giờ đến nhặt bom, đặt bom cũng khó rồi. Bây giờ Raken sẽ làm gì đây? Cố gắng đặt bom hay không? Đang kề trước và như vậy Raken bị ục bòi và tỷ số là 7 đều hình cho team SK Gaming. Trận đấu đang diễn ra có thể nói là cực kỳ căng thẳng. 7 đều. Vâng, bây giờ Nip sẽ có mình một round full buy và Raken bắt buộc bắn Nicko trong round này. Raken round này chỉ có 1.900 thôi. À, 2.500. Yếu tiền. Tại vì round đấu trước thì Raken xếp súng, không được cộng đồng nào cả.
tràn mít nhanh đến tách biên tìm deep rồi. Chúng ta hãy chờ xem Flash đã trả ra rất nhiều đấy. Có mạng đầu tiên của Phơ. Vâng, tiếp tục sẽ là những tình huống đấu súng ở khu bom xe A. Vâng, các thành viên tìm deep có vẻ như đang yếu máu rồi. Bom trả ra, bot có cho mình double kill. Vâng, không thể tràn được vào bom, hơi khó. Và đó là mạng dành cho Fallen. 2v4 rồi, Raken đổi được mạng của Stewie. Ngay lập tức bot có mặt để headshot Raken. Giờ trở lại một mình, đó là Dennis rồi. Vâng, Dennis đang bị bao vây. Chúng ta hãy chờ xem Dennis liệu nghe đấy hay không đây. Dennis bò ra và Dennis bị bắt bởi Fallen. Rao thắng thứ 8 đã thuộc về team SK Gaming. Một màn comeback hoàn hảo bên phía Cityside của team SK Gaming. Các bạn thấy rằng bot có một trận đấu bắn cực kỳ hay. Trong khi đó thì bên phía của team Nip, Getrai và Dennis lại là bộ đôi thọt trong trận đấu này. Rất là bất ngờ khi mà vị trí của Getrai Dennis là vị trí tăng cơ. Bằng hai thanh niên đi tăng mà lại không giết được người. Trong khi đó thì rất may là Nip vẫn có cho mình 7 round thắng. Cơ bản là Nip ăn được round đầu Pistol với cả sau đó thì nó ăn được thêm một key round nữa. Thì là nó lên 6-1. Chứ Nip mà không lên 6-1 sớm thì mình nghĩ rằng Nip trận này khi bay mặt rồi. Get Rai và Dennis, hai thanh niên chuyên gia đi tăng hoặc là biter thì là cái cổ bị thọt. Get Rai thường chết rất sớm. Vâng, bây giờ hai team sẽ đổi sai với nhau. Và cái round đấu Pistol này sẽ là một round đấu cực kỳ quan trọng cho Nip. Tại vì tôi có quá nhiều kỷ niệm rồi. Nip thường thắng round Pistol như này, lên được 18 và sau đó Nip sẽ thua một mạch luôn. Đấy là cái kỷ niệm của tôi với Nip. Và chúng ta cùng xem một round đấu Pistol tràn vâng DB rất đông đến từ team SK với mình. 5B luôn và Nip trong tiếng này đang solo B. Vâng, một mình Get Rai solo B và bây giờ bắt đầu back về đến từ vị trí của Forest rồi. Đẩy khu vực IV. Vâng, đẩy IV và biết rằng bom T-side clear. Và rồi toàn bộ đội hình của Deep họ đang back về. Vâng, như vậy đẩy đến tận mid thì sẽ biết rất nhiều thông tin. Và giờ thì cần back thêm người với cục bom Samen như thế này. Vẫn chỉ bắn 2B rồi, tôi không hiểu. Đẩy đến mid rồi mà. Vâng, đẩy đến mid rồi mà vẫn bắn 2B. Xong back về 4B nhở. Vâng, bắt đầu ném lửa ra, bây giờ thì tràn vào. Get Rai bị bắn yếu, Get Rai có một mạng rồi. Forest là người bị bắn yếu, Get Rai nằm xuống về phờ. Và giờ thì phờ sẽ làm gì đây? Vâng, một viên USP đến từ vị trí Raken. Phờ lên bạc 4v3, Nip trong tình huống này họ có kit nhưng họ không có smoke. Vấn đề là họ đang không có smoke trong round này. Trong khi đó bên phía đối phương thì đang bắn. Vâng, đây là chúng cố gắng giữ bom. Đấu súng rồi, Dennis đấu với cả bot. Vâng, Dennis hết đạn trong tình huống này. Và giờ Dennis sẽ phải đăng vào. Liên tục những tình huống chiến sự xảy ra. Và đó là mạng dành cho Raken. Bot nằm xuống rồi, Dennis có một mạng. Và đó là double kill cho Dennis. Gỡ kịp và tỷ số bây giờ sẽ là 8 đều cho team NIP. Vâng, như vậy là trận đấu này Nip đã thắng cả hai round Pistol. Họ đang có lợi thế khá là lớn. Và nếu mà như vậy mà Nip mà vẫn không thắng được team SK với mình thì gần như là Nip sẽ không có cửa trận đấu ngày hôm nay. Các bạn thấy rằng là một trận đấu mà ăn được cả hai round Pistol nó là cái lợi thế rất là lớn, cực kỳ lớn luôn. Nhưng mà không thắng được nữa thì rõ ràng là trình độ kém hơn đối phương rất là nhiều. 8 đều, khả năng rất cao là SK sẽ eco round này thôi. PA50 round sau full bomb. Vâng, như vậy là sau một tiếng eco, một tiếng timeout thì cách biệt SK đã quyết định cục xúc rồi. Bay luôn trong round này với những khẩu SMG. Rất cục luôn, SMG giáp 2 đến từ team SK Gaming. 3 khẩu SMG và 1 khẩu CZ, 1 khẩu Deagle. Và giờ trận đấu được tiếp tục. Căng rồi. Vâng, như vậy là chơi tới bến với cả NIP luôn. Thực ra để round sau lên AK thì bắn nó vẫn tốt hơn là bay luôn trong round này. Và chúng ta hãy cùng chờ xem một round đấu mà các thành viên của team SK đang có full bomb. Vâng, như vậy là smoke che đầu 6, tăng đầu 6 luôn. Kozera lộ vị trí rồi, Kozera trả rất nhiều flash ra. Một mạng dành cho Forest. Và giờ thì sao, Dennis có cho mình double kill. Không có triple kill rồi. Nhưng bây giờ thì Poland nằm xuống với Forest. Và cuối cùng Rake kết thúc được vào ở mid, đem về round thắng thứ 9 cho team NIP. Một quyết định mà theo tôi nghĩ là đó là không nên một chút nào cả. Vâng, có vẻ như thành viên SK đã hơi coi thường NIP trong round đấu vừa rồi. Một tình huống mà rõ ràng là SK nên eco một round để round sau lên AK thì hay hơn rất nhiều. Với một tình huống bay SMG để phi láo như round đấu vừa rồi. Vâng, tỷ số là 9-8 và vừa rồi Nip họ chỉ chết có một người vừa rồi. Và giờ Nip đang có khá nhiều tiền rồi. Trong khi đó thì bên phía của SK sẽ có thêm một round eco nữa. Các bạn cũng chờ xem. Vâng, quả lửa không cho Fallen đẩy được vào khu IV. Quả lửa rất khó chịu từ Dennis.
Rồi thì bom sẽ bê đẩy. Câu Zera có mạng đầu tiên kết ra. Bây giờ thì sao? Không, như vậy Raken chỉ đổi được một mạng thôi. Bom sai B đang mắc một cái lỗi sơ đẳng đến từ cái kiền team NIP. Tôi không thể tin được tình huống vừa rồi. Vâng, đẩy B để làm cái gì? Nhưng rất may là Dennis vừa rồi hạ gục được Paul lên ở khu mid. Một pha đẩy mid cân bằng về người đến từ vị trí của Dennis. Và giờ xem dùng đâu súng. Vâng, chúng ta hãy chờ xem câu Zera đang kê sau quả smoke. Tuy nhiên thì các anh viên team NIP họ đang lùi đội hình rất sâu. Đây là một tình huống retake bom với team NIP rồi. Câu Zera sẽ là key player. Chúng ta hãy chờ xem. Vâng, như vậy là câu Zera bị hạ gục bởi Red rồi. 3v2 lợi thế đang là rất lớn đấy cho team NIP. Họ vẫn còn smoke, họ còn bom lửa. Giờ thì họ sẽ bắt đầu trải bom. Smoke trong dưới và một quả smoke trong cao thì gần như các viên team SK mình sẽ trở thành phế vật thôi. Chúng ta hãy chờ xem. Bây giờ thì bắt đầu tăng vào bom. Thêm một quả smoke trong cao không? Vâng, smoke trong dưới đã che và bây giờ thì bị bắn rồi. Bây giờ thì bot vừa có một mạng của Forest, tiếp theo là sao? Đấu súng xảy ra. Vâng, spam không trúng. Và bây giờ thì spam trúng rồi, NIP thua. Vâng, NIP thua rồi. NIP thua, trời ơi, tôi không thể tin được. Vâng, hai mạng rồi, có kit không có kit. Và tỷ số bây giờ là 9-0 cho team SK Gaming. Không thể tin được, trời ơi. Vâng, NIP bắn như mấy thằng úp, 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 úp. Không thể tin được, một round eco gần như là eco full của SK Gaming. Và NIP lại để thua. Và tình huống retake bom vừa rồi là một tình huống mà tôi nghĩ là nó cực kỳ tệ. Một tình huống retake bom 3v2 và đối phương không hề có giáp. Và tôi không hiểu tại sao NIP có thể thua vào đâu vừa rồi được. Vâng, hai thanh niên kê bom thì bị đối phương bắn chết cả đôi. Để cho thanh niên gỡ bom phải quay về bắn nhau. Và rồi NIP đang vào áp cố, vẫn đủ tiền để pull buy vào round này. Rất may mắn cho NIP, một round thua rất tai hại. Và giờ thì Rex đang đứng giữa đường, Rex lộ vị trí rồi. Rex sẽ bị bao vây, Rex sẽ phải bắn tay vào tay to, Rex bắn yếu được vô lần. Vâng, rất cục với vị trí của Rex. Và bây giờ Rex nằm xuống rồi. Ngay lập tức Forest đổi một bạn. Vô lần chỉ còn 9 máu rồi. Getline chuẩn bị đi qua quả smoke. Vâng, smoke lửa lỗi. Rất may quả lửa lỗi. Và đây xem tụi stack lên. Getline sẽ được stack lên cao. Và giờ thì Forest đang áp sát. Chúng lại chờ xem Forest lỗi skill. Tiếp theo thì Getline bị hạ gục lại đến lượt Getline lỗi skill. Bot đang bắn rất bay. Vâng, như vậy là Raken cũng lại đến lượt Raken lỗi skill. Vâng, Raken vẫn bắt được cầu Zera. Và rồi Raken double kill cho Raken rồi. Bắn rất khó chịu từ Raken, trong đó đang từng móc đến từ Dennis. Raken vẻ như đoán được vị trí của Ver rồi. Vâng, đó là triple kill cho Raken. Vâng, một ngày mà Getline đang bắn rất tệ thì rất may là Raken đang bay. Raken đang rất bay thì đúng hơn. Getline đang bắn có thể nói là cực kỳ, một ngày thi đấu cực kỳ đáng quên, giống y hệt như ngày hôm qua mình bắn phải ít vậy. Một trận đấu mà Getline để thua một round eco không tưởng. Và bây giờ thì chỉ còn lại một mình Polen rồi. Polen đang móc và giờ Dennis đang trốn rất kỹ tiếng này. Polen sẽ sợ hãi. Polen có nhặt được bom thì Polen sợ rồi. Và bây giờ Dennis nhìn thấy rồi. Và tỷ số bây giờ là 19 cho team NIP. Vâng, rất đáng tiếc. Đây là một ngày thi đấu tôi nghĩ rằng Getline đang thi đấu cực kỳ tệ. Lỗi skill rất nhiều. Vâng, chết ở những round đấu quan trọng cũng rất nhiều. Tuy nhiên thì vừa rồi NIP đã ăn được một key round, một tình huống 2v4. Raken đã bắn quá ảo trong tình huống vừa rồi. Những tình huống phản xạ rất nhanh của Raken và có độ chính xác cao. Vâng, tràn bom sai B tiếp. Có vẻ những anh viên của team SK mình họ biết rằng vị trí của Getline đang là vị trí yếu nhất và họ đang muốn tràn bom sai B. Chúng ta cũng chờ xem. Getline đang kê xong quả smoke. Ui rồi quả nết. Ui rồi ôi quả nết. Quả nết giữa người của Poland. Poland vừa rồi ăn đúng một quả nết có chết luôn. Không có bất kỳ một cái đam nào đó khác tác động lên Poland rau đó vừa rồi cả. Một quả nết mà các bạn thấy giữa người. 5v4 rồi. Vâng, Getline vừa rồi giết được người và thậm chí có lòng tin là đối phương hầu bom sai B. Lần này có lẽ Getline sẽ không chết một tình huống nhảm xít nữa. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, rút kinh nghiệm từ lần đấu trước. Lần này thì Getline đã chọn được mình một vị trí rất xa. Không phải là những tình huống cực skill tầm gần. Tràn ra và bây giờ thì Getline có cho mình mạng thứ hai. Đẩy vào trong bom luôn, rất cục. Và bây giờ thì 3 mạng dành cho Getline rồi. Forest hạ gục bot. Vâng, đó là quà đã kill dành cho Getline. Thêm một tình huống hốt eco tuyệt vời đến từ Getline. Các bạn thấy Getline thời điểm hiện tại đang có 9 mạng. Thì phải có đến tầm khoảng 7 mạng là Getline hốt eco. Chỉ có khoảng 2 mạng là Getline nó bắn nhau với địch khi mà có giáp thôi. Đấy là một cái xác suất có thể nói là rất là thấp. Tỷ số bây giờ đang là 11-9 và bây giờ khách viên SK sẽ có một round full buy. Vâng, tràn mít nhanh chưa? Các thành viên của team SK đang hầu. Họ hầu rất đông ở đâu đây? Tôi chưa nhìn rõ. Fake bomb CB hầu rất đông ở mít. Vâng, hầu 4 mít. Chỉ có một mình Poland là fake bomb CB để dọa Getline rồi. Nhưng mà Getline lại không gọi hội về. Getline không sợ. Bạn đấy, và bây giờ tràn là mít rồi. Một mạng cho Rex, Rex nằm xuống 71.
Tình huống giờ đang là 4-3, cách biệt của team SK Minh đang yếu máu. Raken hạ gục được câu Zera. Và bây giờ thì sao? Raken nằm xuống ngay lập tức bầy bốt. Bây giờ chỉ còn một mình đen ít rồi. Bên phía SK Minh họ đã có đến 2 người yếu máu. Vâng, một pha bắn quá tốt của bốt được tình huống này. Và giờ thì Get Right lỗi skill rồi. Vâng, Get Right bắt được bốt và bom đang rơi. Chúng ta cũng chờ xem bây giờ thì Get Right có cơ hội hay không đây. Vừa rồi các bạn thấy bốt là một người yếu máu, nhưng bốt vừa rồi có đến cho mình đến 2 mạng. Get Right đổi vị trí rất nhanh. Một tiếng hack não đến từ Get Right. Chúng ta hãy chờ xem. Get Right đang đổi sang mình cho sang vị trí connector. Một tiếng giết người ở một nơi khác và đổi vị trí rất nhanh. Và giờ Get Right nghe rồi. Ô lên đặt bom kìa. Vâng, đẹp rồi. Và bây giờ thì Get Right có 5 kill, lại đổi vị trí một lần nữa. Phơ chỉ còn 10 máu nữa thôi. Một pha hack não rất khó chịu từ Get Right. Giờ lại đổi ngược về khu vực tàu bom. Các bạn thấy Get Right chạy vòng về hai đường rồi. Và giờ thì Phơ sẽ rất sợ hãi. Phơ sẽ phải check vị trí của Get Right. Vâng, Phơ sẽ phải đặt bom. Vâng, đúng rồi, Get Right DIV. Trời ạ, thế này thì hack não làm sao được. Và giờ thì chúng ai xem Phơ sẽ kê đâu đây. Vâng, Phơ đi tìm Get Right. Và Get Right đã clut thành công. Một tình huống clut 1-3 đến từ Get Right. Giờ thì tôi đã hiểu rồi. Như vậy là những tình huống hốt eco dễ dàng quá thì Get Right không thích. Mà Get Right thích những tình huống khó. Ví dụ như tình huống vừa rồi, một tình huống 1-3, các bạn thấy tình huống xử lý của Get Right rất hại não. Đứng khu vực tàu bom, đứng khu vực tàu 3, bắn chết một người. À, tàu 4, bắn chết một người. Sau đó lại vòng về khu vực connector, giết một người, sau đó lại vòng về IV. Một pha xử lý có thể nói là cực kỳ hại não đến từ Get Right. 12-9 Ultimate IP. Bây giờ thì SK yếu tiền rồi. Vâng, đấu súng và đó là một tiếng Fallen đứng trên lửa để bắn nhau với Dennis. Mặc dù không có giáp và cũng không hề có súng to. Hơi quá đà round đầu vừa rồi. 5v4 rồi. Nip đang vào form. Get Right đã trở lại. Và bây giờ thì chúng ta cũng chờ xem. Vâng, tiếp tục Dennis solo aim. Lần này đấu đầu Dennis đó là bot. Mạng thứ hai cho Dennis trong round này. Vâng, các bạn thấy rằng đây là một trận đấu mà bot đang bắn khá là tốt. Tuy nhiên SK vẫn đang bị thua. Stewie từ nãy giờ chưa thấy thể hiện được gì nhiều. Vâng, Raken vừa rồi pick được Phơ trong khu vực mid. Các bạn thấy rằng Stewie chỉ có 10 mạng mà thôi. Và Phơ cũng vậy. Một trận đấu mà bộ đôi Stewie Phơ đang chưa thể hiện được gì cả. Giờ Stewie lộ vị trí rồi. Nhá rất nhiều. Vâng, có vẻ như môi trường SK chưa chắc đã là một môi trường phù hợp dành cho Stewie. Và bây giờ Stewie đang nhá rất khó chịu. Vâng, các bạn thấy người yếu máu hơn lại là Rick. Một cái khe rất hẹp. Và Stewie rồi diễn rất nhiều trò. Và bây giờ thì sao? Rick bắt được Stewie và cuối cùng là Raken hạ gục cầu Zera. Đem về round thắng thứ 13 cho cách biệt team NIP rồi. Một tình huống cover nhau rất là hay. Thằng Raken thì nó kê vào mid cho thằng Rick. Còn thằng Rick thì kê trực diện vào khu vực ladder để cover cho thằng Raken. Một tiếng kẹp chéo giữa hai player trẻ, hai player cũ của team Epsilon. 13-9. Vâng, tỷ số bây giờ đã là 13-9 rồi. Và giờ thì cách biệt của team SK mình sẽ có một round full buy. SK từ lúc chuyển sang T-side, các bạn thấy rằng SK họ chỉ ăn được đúng một round. Duy nhất một round đó là round eco thôi. Các bạn thấy ông quả smoke, ông quả flash để hỗ trợ đồng đội rất hay đến từ Volan. Đó là quả flash để cho đồng đội có thể check khu vực IB xem có clear hay không. Thêm một quả flash nữa được ném ở trong khu vực trong B để check khu vực trong dưới. Vâng, tình huống này Get Right vẫn là người solo B. Quả lửa, vâng, quả lửa vẫn được để đẩy đối phương ra ngoài. Rick lấy ngay một quả smoke để dập lửa. Rất cục. Quyết định đứng bằng được trong khu vực ladder. Và giờ thì sẽ có thêm quả nết. Quả nết này khả năng cao sẽ đau. Quả nết này sẽ phải mất khoảng 40 máu nếu mà đối phương ném. Và chờ xem Rick liệu có đi vào trong hay không. Ném nết rồi. Rick đã lùi ra kịp. Và không mất máu trong tình huống này. Và giờ lại đẩy vào. Rick có mạng của Phơ. Trong khi đó thì bot vừa rồi bắt được Dennis ở khu vực IV. Vâng, Rick vẫn lì lợm. Các bạn thấy Rick đang quyết định đứng bằng được trong khu vực ladder. Và khách biệt của team SK mình thì họ không thể làm gì được trong tình này. Vâng, một pha stack và câu ra là hạ gục Rick rồi. Pha stack bắt người rất nhanh. Vừa rồi nếu như thanh niên ngồi dưới bắn chết một phát thì chắc chắn là thanh niên SK sẽ mất đến 2 người. Và bây giờ chúng ta hãy chờ xem. Nip đang bắt bài chính xác, họ đã bách về 2B rồi. Có một tiếng kêu ọp đến từ Raken lên khu vực trong cao. Get Right đứng ở khu vực ngay trong bom. Và giờ thì Get Right bị check, một pha ném bom, Get Right lộ tiếng. Stewie hạ gục Get Right. Và rồi sao Raken? Raken đang nhảy, Raken bắn trượt. Và Raken nằm xuống bạch cầu Zera vào round thắng thứ 10 thuộc về cái viên team SK game mình. Forest sẽ xếp súng rồi. Vâng, Forest nên xếp súng tình huống này. Vừa rồi các bạn thấy rằng Get Right đứng chỗ đấy là đẹp. Nhưng mà rất đen là Get Right, Get Right nó còn một quả smoke. Thế là nó cố ném cái quả smoke ra hay là quả bom lửa ấy. Thế là nó ném quả bom ra, giật chốt phát là Stewie ở trên cao nó nghe thấy vị trí Get Right, nó ra lắc ra, nó đặt tâm, nó check bắn chết luôn.
Vâng, như vậy cuối cùng Forest cũng là nằm xuống rồi, không sống được hơn những người đồng đội mình. Tuy nhiên thì Nip vẫn đủ tiền để full buy trong round này. Tỷ số bây giờ đang là 10-13 cho team SK Gaming. Hai orb dành cho team NIP trong round này. Còn đây sẽ làm round đấu và Nip sẽ bắn hai orb. Dennis sẽ bắn một orb và Raken sẽ bắn một orb. Một trận đấu mà Dennis cũng đang không thể hiện được gì nhiều từ đầu trận đến giờ. Một smoke sandwich được ném ra từ rất sớm. Thành viên của team SK có vẻ như họ đang muốn làm chậm nhịp độ lại. Các bạn thấy rằng những round đấu vừa rồi, những round đấu SK đánh cực kỳ chậm. Họ đánh ở khoảng timing có thể nói là sát ra sạt. Lần này họ fake bom xe A rồi. Fake bom xe A để đánh B. Một quả smoke chạy cuối với B để chuẩn bị tràn xuống bom xe B. Chúng ta hãy xem Raken vừa bỏ tâm đi. Vâng, Raken đang tính timing. Một tiếng tính timing đến Raken. Get right back ra ngoài bom xe A rồi. Tuy nhiên cách viên team SK họ không đánh B. Vâng, tôi nghĩ ông vẫn đánh B thôi. Vì đơn giản là bom vẫn đang giữ ở B. Vâng, liệu đây là một tiếng mà Nip đang đứng đến hai ladder, nhảy xuống ladder sẽ là một thảm họa cho cái viên team SK của mình. Tôi nghĩ là như vậy. Vâng, các bạn thấy đứng hai ladder, Forest và Rake cương hai ladder luôn. Vâng, sau một tiếng uống mà Rake bị hai thằng bắt đạt thì Rake đã gọi ngay người đàn anh của mình đó là Forest vào đứng cùng. Để nếu mà hai là hai bắn hai luôn, không sợ sệt gì cả. Đội hình của Nip đang là rất đẹp. Vâng, Forest cương trực diện vào mid trong round này. Rake là người kê ladder nhảy xuống. Và đây là một tiếng bò IV đến từ thành viên team SK Gaming. Vâng, tôi nhìn thấy rằng Dennis đang kê trực diện với IV. Góc kê của Dennis đang là đẹp. Timing của Dennis có vẻ như sai rồi. Flash ném ra, Flash rất tốt đi từ Dennis. Vâng, bây giờ Dennis đang kê trước, một mạng cho Dennis rồi. Tiếp theo sao? Kozera. Vâng, Kozera có cho mình double kill. Nay thì gọi hội này, Dennis bị ông bởi phơ rồi. Vâng, các bạn thấy gọi hội mà xong à. Tôi không thể tin được tình huống rồi, tại sao một thanh niên thì không bị mù, một thanh niên Forest thì lại bị mù tình huống rồi. Và giờ thì có vẻ như Nip nên xếp súng rồi. Không thể critic được bò một tiếng này. Vâng, thường thì có những chỉ có những thằng ngu nó mới hay critic bò một tiếng này mà thôi. Tỷ số bây giờ chắc chắn sẽ là 11-13 cho team SK Gaming. Bạn thấy gọi hội, gọi người đàn anh vào canh cùng mình, cuối cùng chết cả đôi luôn. Pha bắn có thể nói là rất tốt đến từ cầu Zera, thay đổi hoàn toàn thế trận. Vừa rồi nếu như thằng cầu Zera không giết được hai thằng trong ladder, không bị thằng cầu Zera giết thì chắc chắn là Nip sẽ thắng. Vì đơn giản cái vị trí ladder là vị trí rất là khó check. Chỉ có mỗi ladder đi ra là check được. Những vị trí khác check vào ladder khó lắm. Mid ra lại càng khó. Vâng, cái quả flash đấy thì mình sử dụng nhiều mà. Nói chung cái quả flash đấy là cái quả flash mà quả flash đang bay xuống thì bắt đầu phải bay người xuống luôn, để cho đối phương nhìn thấy quả flash bay xuống quay mặt đi. Thì quả flash đấy nó sẽ nổ sau lưng thằng Kozera. Còn khi đó nó sẽ nổ trước mặt đối phương. Cái quả flash đấy mình sử dụng rất nhiều ở map đầu trên và nó cực kỳ hiệu quả. Anh em nào muốn sử dụng thì nên sử dụng quả flash đấy. Anh em ném nó đập hẳn xuống đất ấy. Thì lúc nó bay xuống đập đất phát là mình nhảy xuống luôn. Thì tất cả những thằng kê quả flash nó đều quay lưng đi để nó tránh mà. Thế mình bay xuống mình bắn nó luôn. Đấy là cái tác dụng của flash đó. Quả flash đó để đi ladder thì nó cực kỳ hay. 11-13. Vâng, như vậy Nip đã phải có một tiếng timeout rồi. Sau round thua vừa rồi, SK thì mình đang comeback khá là mạnh mẽ. Tỷ số bây giờ đang là 11-13. Vâng, bây giờ thì các viên của team SK Gaming họ đang di chuyển rất đông ở trong B, đi 5B luôn. Có vẻ như đây sẽ làm chúng tràn B nhanh, rất B rồi. Bom xe B clear. Vâng, đây là chúng đánh B chậm. Bom xe B thì đã hoàn toàn clear. Các viên của team Deep đang chủ động bắn đến 5 bom xe A. À đây hỏi, Get Right là người solo B. Get Right bắn, mà B là Get Right chống mạng, Get Right có mạng đầu tiên. Vâng, Get Right ngay lập tức nằm xuống bị câu Zera rồi. Một tiếng bắn lỗi skill Get Right. Các bạn thấy Get Right vừa rồi bắn tốt hơn thì Get Right có thể đã đổi được 2 mạng. Và giờ thì có vẻ như Deep đang muốn xếp súng thôi. Không muốn cứu bom tiếng này. Họ đang muốn xếp khẩu ọp và khẩu M4. Tỷ số sẽ là 12-13 team SK Gaming. Vâng, Nip dẫn 13-9, rất nhiều lợi thế. Và bây giờ thì họ đang bị comeback. Và bây giờ thì chúng ta cũng chờ xem các anh viên team SK Gaming họ sẽ làm gì đây. Vâng, như vậy SK đang muốn đẩy về các vị trí, đẩy xếp súng. Một pha xếp súng khá là hay. Dennis đang trốn rất kỹ tìm này, nhưng mà Dennis sẽ bị check rồi. Vâng, Dennis vẫn kịp có một mạng với cùng USP. Ngay lập tức Dennis có 5 kill rồi. Vậy Dennis có đẩy ra hay không đây? Vâng, Dennis có triple kill.
Không thể tin được, cái gì mà xảy ra vậy? Ba player của SK mình đi xếp súng và bị một mình Linh Điền Dennis với chỉ một khẩu USB không giáp bắn chết cả ba người. Toàn mặt mà rồi, đúng là King of Pistol nó khác. Vâng, King of Pistol nó có khác. Ba mồm với một khẩu USB. Cái gì vừa xảy ra vậy? Ba thanh niên của SK đều có giáp 2, đều có giáp đầu, và bị một thanh niên cầm USB không giáp bắn chết cả ba người. Một điều mà tôi có lẽ là tôi rất khó tin trong đầu vừa rồi. Fallen đang định hack nào đối phương, đi qua quả smoke luôn. Vâng, Fallen bắn chết rồi, và ngay tức Fallen phải trả giá. Raken, Powerhead, mỗi người có cho mình một mạng. Một tình huống mà các bạn thấy Fallen định đột phá, nhưng đó là một tình huống Fallen bắn trượt. Fallen rõ ràng là người nhìn thấy đối phương trước, bởi tình huống di chuyển Fallen là có tính bất ngờ rất là cao. Nhưng tình huống bắn lỗi của Fallen sau đó là Fallen không thể lùi về được, các bạn thấy. Vâng, bắn lỗi phải trả giá ngay, không thể sửa sai được. Và bây giờ chúng ta chờ xem, chỉ còn lại Kozera, Bot là người còn sống trong round này mà thôi. Khó rồi. Nip đang bắn đội hình rất là chắc chắn. Các bạn thấy góc của Raken là một góc nhảy xuống. Và giờ Kozera phải làm một điều gì đó, một pha hóa chó chẳng hạn. Vâng, Rake lộ vị trí. Rake bị bắn chết bởi Bot. Những tình huống bắn của Bot có độ chính xác rất là cao. Các bạn thấy Bot bắn toàn một tơn thôi, không bao giờ trượt. 4v2. Vâng, như vậy Raken đã có cho mình mạng Bot rồi. Và cuối cùng thì góc kê của Dennis vừa rồi, góc kê có thể nói là không có cơ hội cho Kozera. Các bạn thấy không, tình huống vừa rồi thằng Dennis nó ngồi ở tận IV, nó kê ngược ra ladder. Và có lẽ là không ai đi ladder có thể nghĩ rằng để check cái góc ở khu vực IV đó cả. Một vị trí quá xa mà thậm chí lại có quả smoke one way. Vâng, Raken bật 2 zoom mới có thể nhìn thấy người Kozera rõ. Kozera không thể nào nhìn được, tại vì khe đó là cái khe rất là hẹp. 14-2 cho team NIP. Và giờ SK Gaming yếu tiền rồi. Vâng, SK bây giờ thì bắt buộc phải tham out Tactic. Xong tình huống đột phá không thành công của Fallen. Fallen muốn đột phá nhưng lại không thành công. 14-12. Và như vậy là cách biệt team SK quyết định chơi tới bến luôn. Họ phóc bài luôn cho round này. Fallen sẽ là người bắn off. Vâng, duy nhất một khẩu off đến từ Fallen mà thôi. Fallen cần phải đột phá, nhưng đừng đột phá như round đầu trước là được. Và chúng ta chờ xem. Đi 5B, có vẻ như lại muốn khoét vào B nữa. Không ra mid, bỏ hoàn toàn vùng mid. Khúc bom sai ảo, nip từ nãy đến giờ thì gần như là một khu vực bất khả xâm phạm. Và các anh viên team SK mình họ biết điều đó. Họ không ra mid nữa rồi. Và ngay lập tức Raken tách cái B để hỗ trợ cho người đồng đội mình, đó là Getrai. Vâng, các bạn thấy Raken sẽ người kê trong cao, Getrai sẽ người kê trong dưới. Và góc kê của Getrai là góc kê rất dị. Vâng, một cái góc mà có thể nói là khá là giữa đường, không phải là một góc cơ bản. Nếu mà ngồi kín vào thì nó là một góc cơ bản. Như Getrai đứng giữa đường. Vâng, một mạng cho Getrai rồi. Lửa thì em ra tốt, Raken đang phờ Getrai có 5 kill. Getrai nằm xuống bên cầu Zera, nhưng cầu Zera chỉ có 8 máu rồi. Fallen đổi được một mạng. Vâng, bây giờ thì khó rồi, Fallen dính lửa. Và bây giờ thì sao? Vâng, quả lửa đốt chết được cầu Zera. Fallen 12 máu. Fallen nhìn thấy và Fallen bắt được Rake rồi. Đừng nói với tôi với anh Việt tìm nip bò lại thua trong round này. Bây giờ thì smoke được trả cho bom, smoke lỗi. Gỡ bom luôn đến từ vị trí của Raken. Raken nghe đấy không? Vâng, như vậy là nhìn nghe đến vị trí của Fallen rồi. Và chúng ta chờ xem Dennis hạ gục Fallen đem về round thắng thứ 15 dành cho team NIP. Vâng, một pha chặn bom xe B rất hay đến từ bộ đôi Getrai và Raken. Các bạn thấy round đấu vừa rồi. Vâng, rõ ràng đó là lý do tại sao cái map trên này là một map lệch về bên phía CitySide. Vì đơn giản là CitySide có quá nhiều phạm vi di chuyển. Trong đó bên phía T-Side thì rất khó đánh. Đánh các bom xe B thì đường nó hẹp. Đánh ra bom xe A thì... Vâng, từ nãy giờ thì SK đánh bom xe A thì toàn thua. Bây giờ thì SK quyết định có một round phóc bài. Vâng, bây giờ thì nó là mắt voi rồi, không còn gì để mất nữa rồi. Bắt buộc phải bài rồi. Một smoke sandwich được ném ra cơ bản. Thêm một quả smoke tủ điện nữa để che tầm nhìn. Em biết là team nip không ai có tầm nhìn ở mid cả, nhưng Forest lại đang đứng trên nóc tổ 6. Forest có thông tin. Getrai đang đứng đẩy B. Đây là lần đầu tiên trong trận đấu này Getrai đẩy B. Và giờ thì Getrai có một mạng vơ rồi. Định chạy về từ Getrai. Vâng, spam qua smoke và Stevie out Getrai. Back về có kịp hay không? Chúng ta chờ xem. Vâng, bây giờ Raken bắn lỗi một tơn rồi. Lấy smoke dập lửa luôn đến từ Raken. Bom xe B đã bị chiếm và Stevie đang bắn đi rất nhanh. Xin một flash đồng đội. Có flash rất tốt đến từ vị trí của Bolin. Nhưng quả flash vừa rồi có vẻ như Stevie mù. Và bây giờ thì Dennis bắn yếu được Stevie. Quả nét trả vào, Stevie đang đổi vị trí. Stevie đổi vị trí lần rất nhanh luôn, các bạn thấy. Từ tàu 1 bây giờ đã chuyển sang tàu 3 rồi. Và bây giờ các viên team nip họ sẽ phải check rất nhiều trong round này.
Chúng ta chờ xem Fallen đang kê trước. Forest đang đẩy vào. Stewie lẩn rất kín. Và Stewie vẫn chưa lộ. Forest ôn mạng. Stewie hạ gục Kraken. Stewie lại đổi vị trí nữa. Chạy hàng vào connector. Vẫn chưa chết. Stewie vẫn chưa chết. Bây giờ Stewie đang có off. Và chúng ta chờ xem vào như vậy. Stewie đầm xuống rồi. 2v3. Forest có cho mình double kill. Chỉ lại một mình Kozera thôi. Kozera spam. Và đó là triple kill cho Forest. Vâng, gỡ bom. Kịp. Vâng, như vậy là kịp rồi. Và tỷ số bây giờ là 16-12 cho team NIP. Không kịp à? Vâng, như vậy là gỡ bom không kịp. Mặc dù Forest đã cố gắng đi qua quả bom lửa. Tôi không đeo tai nghe. Tôi không biết. Anh em thông cảm. Tôi chỉ nhìn nhấp nháy vào bom thôi. 13-15 dành cho team SK Gaming rồi. Vâng, 13-15 dành cho team SK Gaming. Và giờ Nip yếu tiền. Vâng, có vẻ Nip quyết định cục xúc bye luôn trong round này rồi. Vâng, bye luôn. Một round thua rất đáng tiếc. Vừa rồi các bạn thấy rằng tình huống Stewie nó bunny. Nó đuổi theo thằng Getrai. Có thể nói nó cực kỳ nhanh. Nó bunny quả smoke cũng đuổi. Getrai vừa rồi định chạy nhưng mà không thể chạy được. Tại Stewie nó quá nhanh tình huống vừa rồi. Vừa rồi Stewie nó câu kéo được rất nhiều thời gian. Tỷ số là 13-15. Nói chung là mình không đeo tai nghe, mình không nghe cái gì đâu, mình chỉ nhìn thôi. Chúng ta chờ xem Stewie lại. Vâng, gây áp lực ở B thôi, chứ không phải là một tướng phi B. Vâng, một pha bắn trượt đến từ Dennis rồi. Tràn ra, và bây giờ Dennis có một mạng. Tiếp tục sao Dennis bắn yếu được Kozera rồi. Và bây giờ chúng ta chờ xem Dennis. Vâng, đó là double kill cho Dennis. Vẫn còn sống, ghét lại hạ gục Kozera. Giờ thì sao? Paulin đang muốn đẩy vào. Paulin có một mạng rồi. Và bây giờ Paulin có 5 kill rồi. Getrai lại lỗi skill tiếng này. Và giờ thì Paulette. Vâng, Paulin. Và bây giờ cái đó là triple kill cho Paulin. Cái gì đã xảy ra vậy? Raken hạ gục được. Raken hạ gục Stewie. Và bây giờ là tiếng 1v1. Paulin yếu rồi. Và chúng ta chờ xem. Vâng, Raken không biết Paulin đâu. Paulin đã cầm OVB rồi. Raken có vẻ như không biết điều đó. Và bây giờ chúng ta chờ xem. 1v1. Vâng, Getrai lại lỗi skill một lần nữa. Rất khó tin. Và bây giờ thì Poland đang móc ngược ra connector. Raken tiếng này không hề biết rằng Poland đã ở trong B. Vâng, Raken vẫn đang kê sau tủ điện. Vẫn nghĩ rằng đối phương ở sau tủ điện. Có vẻ như trận đấu sẽ tỷ số sẽ là 14-15 trang. Poland đang kê rất chỉ. Nhưng Raken lại đẩy khu vực ladder. Đó mới là điều khó chịu. Vâng, đường ai này đi. Poland bây giờ lại ra mid. Raken mà ngồi trong ladder thì sẽ là một tướng rất là ngon. Vâng, bây giờ chúng ta hãy chờ xem. Poland check. Và bây giờ Poland lại hoảng rồi. Đến tập này thì Poland lại không biết là Raken ở đâu. Chỉ đoán rằng là một là sẽ ở khu vực City Bay, hai là khu vực Ladder. Vâng, giờ thì Poland sẽ cố gắng đặt bom. Và chúng ta chờ xem Raken có phải biết bom đặt ở đâu rồi. Vâng, Raken sẽ móc lên B. Một tiếng fake mid đến từ Poland. Raken không nên gây tiếng. Vâng, Raken vẫn chưa lộ tiếng tiếng này. Và chúng ta chờ xem ai sẽ người chiến thắng. Lại cầm dao rồi. Vâng, cầm dao. Cầm AK. Và bây giờ thì Poland đang đứng dưới lưng Raken. Raken Bunny lộ trí rồi. Và bây giờ Raken. Vâng, như vậy Raken đã là người chiến thắng. Và tỷ số là 16-13 cho khách viên team NIP. Một tình huống mà Raken đã Bunny hơi khó chịu. Mặc dù Fallen là người kê trước, nhưng Fallen đã quá yếu trong tình huống vừa rồi. 16-13 cho khách viên của team NIP. Vâng, 16-13 cho khách viên team NIP. Và như vậy NIP đã giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên ở giải đấu Remake Master Maxey. Vâng, như vậy là NIP đã giành chiến thắng ở map thi đấu đầu tiên, map The Chain ở giải đấu Remake Maxey với tỷ số 16-13 trước SK Gaming. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến các lượt trận tiếp theo. Và các lượt trận tiếp theo sẽ được bình luận bởi Caster Cường Thí Ma anh em nhé. Je les regarde jouer avec leurs doigts, dansant au-dessus de leurs touches, comme de l'art. Chaque action de sang-froid est calculée. Leur talent incontesté, leur engagement. Total. Le suspense
résolu. Je suis ici, témoin de la perfection.